Hiện tại thì chúng tôi đã đến trụ sở của xã Sùng Đô, Ủy ban Nhân dân xã. Và hàng thì vừa được bốc dỡ xuống. Chúng tôi đang tiến hành chia thành từng phần quà nhỏ để gửi đến bà con. Bà con hiện đã đến rất đông nhưng mà bây giờ chắc đang phải chờ đợi một chút để chúng tôi còn phải làm công tác chuẩn bị. Đường đi tuy là khó khăn nhưng mà đến nơi thì mọi người đều lấy lại được tinh thần và đang lại quay trở lại công việc. Các bạn tích cực làm đi. Xong kéo tiếp của mọi người lại xuống lại. Đây này anh này. Bây giờ là anh em mình là bốc hàng để ra cho các xã. Đấy bây giờ là để các chú ấy. Từ qua phát để lấy cái máy. Quay cái lúc chia quà đấy. Ra đủ 20 chưa? Chưa chị ạ. Hôm nay chúng tôi rất là may mắn là chúng tôi có được sự hỗ trợ từ tất cả các sở ban ngành, như bên sở ngoại vụ, bên ủy ban nhân dân, trung tâm kiểm soát bệnh tật của huyện Văn Chấn. Đây là bộ phận tiếp nhận của huyện Văn Chấn, chỉ đường dẫn lối cho. Anh ơi, nha, mọi người đến một chiều cho anh ơi, đến một em 20 mươi nhé. 26. Anh chờ bà con đã đến và đang rất là mong đợi những cái nguồn hỗ trợ từ chúng tôi. Không có nào nữa đâu. 26 8 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